Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học lập trình tại Semtech. Hôm nay mình sẽ demo cho các bạn đó là xây dựng giao diện của một cái máy tính nó như thế này. Nếu chúng ta sử dụng CSS để xây dựng cái máy tính này thì không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên ở cái ví dụ này thì mình yêu cầu là chúng ta sẽ không được sử dụng bất kỳ một thuộc tính CSS nào để chúng ta xây dựng cái giao diện máy tính này, và nó sẽ phải thể hiện lên được giống như cái mà chúng ta đang nhìn thấy. Đó. Thì ở bài này chúng ta sẽ sử dụng kiến thức liên quan đến table và chỉ sử dụng table thôi để chúng ta xây dựng cái máy tính này. Thì theo các bạn chúng ta có làm được hay không? Thì ở video này sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi đó nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với nó ngay bây giờ. Quay trở lại đây, anh sẽ tạo ra một trang đó là máy tính như thế này. Anh sẽ override lại cái trang cũ này, được chưa? Chúng ta sẽ tạo ra một cái trang HTML có cấu trúc như thế này, và chúng ta sẽ đặt tiêu đề cho nó đó là giao diện máy tính. Giao diện máy tính Only HTML các bạn nhé. Rồi, chúng ta lưu nó lại. Sau đó chúng ta sẽ xem cùng nhau phân tích về cái giao diện này. Các bạn thấy là giao diện này chúng ta sẽ cần một cái bảng có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột. Thì chúng ta sẽ đếm từ trên và xuống này, 1 dòng, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ có 6 dòng các bạn nhé. Tức là cái bảng này của chúng ta sẽ có 6 cái TR. Chúng ta sẽ khai báo một cái bảng. Đó. Với TR chúng ta sẽ có 6 cái. Và trong mỗi TR thì chúng ta có bao nhiêu cột. Thì chúng ta sẽ đếm ở cái dòng có số cột nhiều nhất. Cụ thể là dòng này, những dòng ở giữa này. 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột. Thì mỗi cái TR của chúng ta sẽ có 4 cột. Đây, nó sẽ như thế này các bạn nhé. 2, 3, 4. Sau đó chúng ta sẽ copy nó ra thành 6 dòng. Như thế này. Đây, 2 dòng, 3 dòng, 4, 5, 6 dòng. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ set width cho nó khoảng 360. Và border cho nó sẽ bằng 1. Lúc này chúng ta chạy cái trang này lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta được cái giao diện table như thế này. Bây giờ chúng ta cần đi điều chỉnh và chỉnh sửa lại cái code của table này để chúng ta có được cái giao diện này. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đưa cái table này ra giữa bằng thuộc tính align center như thế này. Ngay lập tức cái table này của chúng ta nó sẽ ra giữa. Đó. Rồi, sau khi đưa ra giữa rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái dòng đầu tiên để cho nó có được cái format như thế này. Thì các bạn thấy là nó đang gộp tất cả các cột vào là một. Chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính colspan để gộp các dòng, các cột trên cùng một dòng. Chúng ta sẽ sử dụng colspan, đây sẽ là 4. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ set chiều cao cho nó bằng khoảng 100. Và chúng ta set BG color, tức là màu nền cho cái dòng này của chúng ta sẽ là 004D00 như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy được cái màu của nó thay đổi như thế nào. Ở đây nó sẽ là 2. Sau đây các bạn. Đó, chúng ta sẽ thay đổi. Ok chưa các bạn? Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ loại bỏ cái border này đi. Đó. Ở các dòng tiếp theo chúng ta sẽ set BG color cho nó sẽ bằng 70 DB70 như thế này. Và chúng ta sẽ set chiều cao cho nó bằng khoảng 50. Đó, được chưa các bạn? Sau đó thì chúng ta sẽ 60 đi. Sau đó chúng ta sẽ copy cái thuộc tính này cho các TR khác. Đây. Được chưa các bạn? Đó, chúng ta copy cho các TR khác. Thì lúc này các TR khác nó cũng sẽ có chiều cao và background giống như thế này. Chúng ta chạy nó lên. Đó, được chưa? Vậy là chúng ta được cái nội dung như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta đã có được cái cấu trúc của máy tính rồi đấy. Sau đó thì anh muốn set cái cell spacing cho cái khoảng cách. Cell spacing anh để bằng 2 pixel. Anh muốn cái khoảng cách này nó lớn lên một chút, cái đường viền trắng này này nó lớn lên một chút, thì chúng ta sẽ set cell spacing
Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Bằng 3 thì nó sẽ lớn lớn hơn một chút so với cái ban đầu. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ gộp hai cái cột ở dòng đầu tiên này. Thì ở đây chúng ta sẽ gộp hai cái này. Côn span bằng 2, được chưa? Xóa cái này đi. Và ở đây chúng ta sẽ để là AC. Tất cả nó sẽ là align center để đưa text ra giữa các bạn nhé. Đây. Chúng ta chạy nó lên. Đó. Thì đây sẽ là thuộc tính AC, được chưa? Và bên trái sẽ là đeo và chia như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Đây chúng ta sẽ là đen. Và đây sẽ là sử dụng phép chia, được chưa các bạn? Anh giả sử như thế này. Để chúng ta hiển thị cái phép chia này lên. Đây, chúng ta sẽ set width cho cái này. Width của cái này sẽ 25% để đảm bảo nó sẽ nằm đúng vị trí chúng ta cần. Thì cái này cũng tương tự như vậy, sẽ là 25%. Đó, được chưa? Còn những cái ở dưới nó sẽ thể hiện chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì nó sẽ như thế này. 1, 2, 3. Dưới này của chúng ta là 4, 5, 6. Dưới này sẽ là 7, 8 và 9 như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta chạy nó lên thì chúng ta sẽ được cái nội dung này. Và chúng ta sẽ đưa nó ra giữa nhé. Chúng ta sẽ đưa ra giữa bằng thuộc tính Align Center. Đó. Được chưa? Thì tất cả text ở các dòng này nó sẽ nằm ở giữa, đúng như cái chúng ta cần. Đó, được chưa các bạn? Còn ở bên tay phải này nó sẽ là các phép sao cộng trừ. Đây. Thì ở bên tay phải nó sẽ là cộng trừ này. Thì đây sẽ là trừ này. Cộng này. Và nhân này. Đó. Được chưa? Chúng ta sẽ sâu ra được các phép tính như thế này. Được chưa các bạn? Cuối cùng ở dưới này thì sao? À, ở dưới này sẽ là chấm, không và bằng. Cái phép nhân của chúng ta anh sẽ để là sao như thế này. Còn ở dưới này nó sẽ là chấm, không và bằng. Thì cái bằng này của chúng ta sẽ gộp cột với nhau và xóa cái này đi. Đây. Nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đó. Đúng cái chúng ta cần chưa? Thì nó sẽ đúng với cái chúng ta cần. Và cái này nó cũng sẽ phải nằm ở giữa. Đây, chúng ta sẽ sử dụng Align Center. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Chúng ta xây dựng giao diện của một trang máy tính. Nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Giả sử ở đây, text ở đây, nó sẽ nằm ở phía dưới này. Và màu trắng chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ xử lý như thế này. Font color sẽ là màu trắng. Đó, màu F1, F1, F1. Đây ví dụ như là không chẳng hạn như vậy. Và chúng ta sẽ để cái verline sẽ là bottom như thế này để cho text nó xuống dưới các bạn nhé. Đây, các bạn chạy nó lên này thì các bạn sẽ nhìn thấy text của chúng ta là ở bên dưới và nó sẽ phải ở bên phải thì nó sẽ là align center. À sorry, align right như thế này. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy nó ở bên phải như thế này. Được chưa? Đó. Thì đây là cái giao diện về máy tính chúng ta sử dụng 100% là Code HTML và không sử dụng bất kỳ một thuộc tính CSS nào. Các bạn thấy chúng ta dựng ra được cái giao diện như thế này và rất là nhanh. Đó, thì nhiều bạn sẽ nghĩ là nó sẽ khó và phải sử dụng div rồi là sử dụng CSS để format nhưng chúng ta không cần. Được chưa? Các bạn hãy thử lại cái giao diện này ở trên máy của mình để các bạn xem là cái việc xây dựng giao diện với table như thế này nó có đơn giản và nó nhanh hơn CSS không? Trong trường hợp này thôi nhé. Còn những trường hợp khác chúng ta dựng layout phức tạp hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ không lựa chọn table để làm việc đó. Rồi, ok, các bạn hãy thử nó trên máy của mình nhé. Chúc các bạn học tốt.